Nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển xe mù, xe máy cũ nát không rõ biển số chạy ngược chiều trên đường Lê Văn Sĩ hướng về đường Kỳ Đồng, quận 3. Khi đến cầu Lê Văn Sĩ, người này cho xe băng qua đường với tốc độ nhanh, chạy theo hướng ngược lại thì bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe taxi hãng Vinason mang biển kiểm soát 51A47993 do tài xế Huỳnh Tấn Lực điều khiển đang dừng đèn đỏ. Vụ va chạm mạnh đã làm nam thanh niên văng mạnh vào đuôi taxi dẫn đến bị thương nặng và được người dân cùng tài xế đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng chiếc taxi bị hỏng nặng phần đuôi, kính chắn gió vỡ, xe máy hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 3 đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, phân luồng giao thông.